Các em học sinh lớp 8 thân mến, các loại dấu câu trong tiếng Việt ta, mỗi loại đều có một công dụng và giá trị diễn đạt của nó. Tiết học này, cô giới thiệu với các em về dấu mặt kép. Vậy, tại sao trong khi viết, chúng ta phải sử dụng loại dấu này? Bây giờ, cô và các em cùng tìm hiểu nhé. Mục tiêu cần đạt của bài học này giúp các em biết rõ công dụng của dấu ngoặc kép và biết cách dùng dấu ngoặc kép trong khi viết các em nhé. Dấu ngoặc kép dùng để làm gì? Công dụng của nó như thế nào? Muốn biết, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện các yêu cầu trong sách giáo khoa. Cô và các em bước vào câu A. Thánh Gandhi có một phương châm, hai chấm mở ngoặc kép. Chinh phục được mọi người, ai cũng cho là khó. Nhưng tạo được tình thương, lòng nhân đạo, sự thông cảm giữa con người với con người lại càng khó khăn hơn. Đóng ngoặc kép lại, chấm, theo Lâm Ngữ Đường trong Tinh Hoa Xử Thế. Các em thấy không? Vị trí của dấu ngoặc kép đứng sau dấu hai chấm, đánh dấu lời nói của Thánh Gandhi. Như vậy, dấu ngoặc kép ở câu A đánh dấu câu dẫn hay lời nói được trích nguyên văn, được nhắc lại nguyên văn của con người, của đối tượng trong đoạn văn. Cô và các em cùng sang câu B. Nhìn từ xa, cầu Long Biên như một dải lụa uốn lượn bắc ngang sông Hồng. Nhưng thật ra, dải lụa ấy nặng tới 17.000 tấn. Trong cầu Long Biên chứng nhân lịch sử, kem quan sát, dấu ngoặc kép đánh dấu một từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt. Vì sao từ dải lụa lại có ý nghĩa đặc biệt? Chiếc cầu nặng 17.000 tấn lại vô cùng mềm mại khi được ngắm nhìn từ xa. Người viết đã dùng nghệ thuật so sánh ẩn dụ để thể hiện tình cảm của mình dành cho chiếc cầu Long Biên. Nên từ ngữ dải lụa phải được đánh dấu ngoặc kép để thể hiện tình cảm của mình. Chúng ta sang câu C. Tre với người như thế đã mấy nghìn năm, một thế kỷ văn minh, khai hóa của thực dân cũng không làm ra được một tấc sắt. Tre vẫn phải còn vất vả mãi với người, theo thép mới trong cây tre Việt Nam. Kem quan sát hai từ văn minh và khai hóa. Hai từ này được đóng dấu ngoặc kép, có hàm ý mỉa mai. Các em thấy không? Ở đây, tác giả mỉa mai bằng việc dùng lại chính những từ ngữ mà thực dân Pháp thường dùng khi nói về sự cai trị của chúng đối với Việt Nam. Khai hóa văn minh cho một dân tộc lạc hậu. Vì vậy, cũng có thể coi dấu ngoặc kép ở đây vừa dùng để có hàm ý mỉa mai, vừa để đánh dấu lại những từ ngữ đã được nhắc lại. Các em nhé. Chúng ta sang câu D. Hàng loạt vở kịch như Tay Người Đàn Bà, Giác Ngộ, Bên Kia Sông Đuống phải dấu ba chấm ra đời trong Ngữ Văn 7 tập 2. Các em thấy không? Cả ba vở kịch Tay Người Đàn Bà, Giác Ngộ và Bên Kia Sông Đuống đều được đánh dấu ngoặc kép. Đó, dấu ngoặc kép được dùng để đánh dấu tên tác phẩm. Như vậy, từ các bài tập trong sách giáo khoa chúng ta vừa mới làm xong,
ta thấy rằng dấu ngoặc kép dùng để đánh dấu từ ngữ nè, câu nè, đoạn nè được dẫn lại trực tiếp. Thứ hai là đánh dấu những từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt, có hàm ý mỉa mai. Thứ ba là dấu ngoặc kép dùng để đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo, tập san, vân vân được dẫn ra. Các em học thuộc ghi nhớ nhé. Ta sang phần 2 La Mã, đó là phần luyện tập. Thực hiện các bài tập trong sách giáo khoa trang 142 cho đến trang 144 nhằm giúp các em củng cố thêm kiến thức về dấu ngoặc kép. Bài tập số 1, giải thích công dụng của dấu ngoặc kép trong những đoạn trích sau đây. Các em đọc thật kỹ đoạn trích A, trong Lão Hạt của Nam Cao. Đoạn trích B, trong Phần Tắt Đèn của Ngô Tất Tố. Đoạn trích C, trong Những Ngày Thơ Ấu của nhà văn Nguyên Hồng. Đoạn trích E, trong Thuế Máu của Nguyễn Ái Quốc. Và cuối cùng là trong tập Nghị Luận và Phê Bình Văn Học tập 1 của Hoài Thanh. Bây giờ cô và các em cùng giải thích công dụng của dấu ngoặc kép ở trong những đoạn trích sau các em nhé. A. Dấu ngoặc kép dùng để trích dẫn lời nói trực tiếp. Đây là lời nói trực tiếp của con chó vàng được Lão Hạt tưởng tượng ra. B. Dấu ngoặc kép đánh dấu từ ngữ dùng với ý mỉa mai, châm biếm. Kẻ hầu cận ông Lý bị một người đàn bà đánh cho hết sức dễ dàng. Câu C. Dấu ngoặc kép đánh dấu từ ngữ được mượn từ lời người khác trong chuỗi lời nói của người viết. Câu D. Dấu ngoặc kép đánh dấu từ ngữ được dẫn trực tiếp và cũng có hàm ý mỉa mai. Và cuối cùng là câu E. Dấu ngoặc kép trích dẫn từ ngữ lời nói trực tiếp của người khác vào bài của mình. Ta sang bài tập số 2, đoạn A. Các em phải đặt dấu hai chấm ở đâu? Đặt dấu hai chấm ở sau chữ cười bảo, bởi vì nó báo trước lời đối thoại. Còn ta đặt dấu ngoặc kép ở chữ cá tươi và chữ tươi. Vì sao? Vì chữ cá tươi và chữ tươi đó là những từ ngữ được dẫn lại. Ta sang câu B. Các em cần đặt dấu hai chấm ở đằng sau chú Tiến Lê. Vì sao chúng ta phải đặt dấu hai chấm ở đây? Bởi vì nó đánh dấu và báo trước cái lời dẫn trực tiếp. Các em đặt dấu ngoặc kép cho phần còn lại. Từ cháu hãy vẽ cái gì thân thuộc nhất với cháu. Vì sao chúng ta lại đặt dấu ngoặc kép ở đây? Vì đó chính là đánh dấu lời dẫn trực tiếp, lời nói của chú Tiến Lê. Lưu ý, khi các em đặt dấu ngoặc kép ở trước chữ cháu thì các em phải viết hoa mở đầu để cho đúng chính tả các em nhé. Bây giờ ta sang câu C. Ta đặt dấu hai chấm ở phía sau bảo hắn. Vì sao ta phải đặt ở đây? Vì đó là dấu hai chấm sẽ báo trước, sẽ đánh dấu cái lời dẫn trực tiếp. Ta đặt dấu ngoặc kép cho phần còn lại. Từ mở ngoặc kép, đây là cho đến bán đi một sào, ta đóng ngoặc kép lại. Vì sao? Bởi vì dấu ngoặc kép sẽ đánh dấu lời dẫn trực tiếp. Đây là lời của ông giáo nói trực tiếp với Lão Hạt. Các em cần phải viết hoa từ đây. Và lưu ý là lời dẫn trực tiếp trong trường hợp này không phải là lời của người khác, mà lời nói
của chính người nói, đó là chính ông giáo, cũng được dùng vào một cái thời điểm khác nhau, lúc mà con trai lão Hạc trở về. Cho nên khi đánh dấu lại chính lời nói của mình thì cũng phải sử dụng dấu ngoặc kép các em nhé. Sát bài tập số 3. Các em thấy nè, hai câu có ý nghĩa rất là giống nhau, nhưng mà dùng dấu câu thì khác nhau. Các em quan sát nha. Câu A, các em thấy không? Dùng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép. Đó, ở chỗ là Chủ tịch Hồ Chí Minh nói hai chấm mở ngoặc kép ra, rồi dẫn lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở đây các em thấy không? Dùng dấu ngoặc kép và dấu hai chấm như vậy để đánh dấu lại lời dẫn trực tiếp, dẫn nguyên văn lại lời nói của Bác Hồ. Còn ở câu B, không dùng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép. Vì sao? Vì ở trên đây câu nói không được dẫn lại nguyên văn, cho nên người ta gọi là lời dẫn gián tiếp. Như vậy hai câu này có ý nghĩa giống nhau, nhưng mà dùng dấu câu thì hoàn toàn khác nhau. Bởi vì ở câu A là dùng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép để đánh dấu lời dẫn trực tiếp. Còn ở câu B thì không sử dụng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép, vì đó là lời dẫn gián tiếp. Cô và các em cùng sang bài tập số 4. Viết đoạn văn thuyết minh ngắn có dùng dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm và dấu ngoặc kép. Sau đó giải thích công dụng của các loại dấu câu đó trong đoạn trích. Cô giới thiệu với các em đoạn văn thuyết minh về nhà thơ Vũ Đình Liên. Vũ Đình Liên sinh năm 1913 và mất năm 1996, quê ở Hà Nội, là một trong những nhà thơ lớp đầu tiên của phong trào thơ mới. Trong bài thơ Bất Hủ, ông Đồ ông viết: năm nay đào lại nở, không thấy ông Đồ xưa, những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ? Trong đoạn văn thuyết minh trên, ta sử dụng dấu ngoặc đơn để bổ sung thêm thời gian năm sinh và năm mất của ông. Ta dùng dấu hai chấm để báo trước một lời dẫn nguyên văn, đó là cái đoạn thơ trong bài thơ Ông Đồ của ông. Ta dùng dấu ngoặc kép để đánh dấu lại đoạn trích dẫn nguyên văn, đó chính là khổ thơ mà cô và các em cùng nhìn thấy ở trên đoạn văn trên đây. Như vậy các em thấy đó, khi ta viết một đoạn văn thuyết minh hoặc bất kỳ một đoạn văn nào, thì khi sử dụng dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc kép và dấu hai chấm thì nó đều có những mục đích khác nhau. Cho nên các em chú ý phải sử dụng cho đúng mục đích và công dụng của các loại dấu đó các em nhé. Phần ghi vào vở, các em ghi thật đầy đủ vào. Trong phần chuẩn bị bài mới, các em ôn luyện về dấu câu. Đó là bài mà các em phải chuẩn bị. Thì các em trả lời các câu hỏi trong phần 1 La Mã, đó là tổng kết về dấu câu. Các em làm bài tập thứ 4 trong phần 2 La Mã, các lỗi thường gặp về dấu câu. Và các em xem trước phần ghi nhớ. Các em lớp 8 thân mến, cảm ơn các em đã theo dõi bài học. Hẹn các em vào một bài học tiếp theo. Cô chúc các em có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui để đón chờ các bài học tiếp nhé.